Truyền ma, kinh dị, lòng người thâm sâu, tác giả Lê Quyên. Mời quý khán thính giả cùng thưởng thức. Trời vừa lờ mờ sáng, ánh mặt trời còn đang lưu luyến màn đêm chưa muốn thức giấc. Trong một căn nhà ba gian đã có phần cũ kỹ do sự hao mòn qua thời gian, chợt có tiếng hớt hải của một cô gái vang lên. Cha mẹ, không xong rồi cha mẹ ơi. Bà Tư dậy từ sớm để chuẩn bị đám cưới ngày mai cho đứa con gái lớn của mình. Đang loay hoay dưới bếp thì bị tiếng gọi của đứa con gái thứ hai làm bà giật mình. Bà thắc mắc mới sáng sớm có chuyện gì mà con bà hốt hoảng như cháy nhà đến nơi vậy kìa. Trước nay hai đứa con của bà luôn nết na thủy mị đi đứng cử chỉ nói năng dịu dàng. Sao hôm nay lại hấp ta hấp tấp mất hết dáng vẻ đoan trang hiền thục. Lòng bà bỗng thấy bất an liền đi nhanh lên nhà trên. Ông Tư đang ngồi trước nhà uống trà cũng bị tiếng gọi của con gái gây chú ý. Ông quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Lúc này Mai con gái út của ông cũng vừa chạy tới. Ông chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì, Mai đã chạy lại gần vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho ông. Mặt cô lo lắng như sắp khóc mà nói: Cha ơi, chị Trúc bỏ đi rồi. Ông Tư nghe như sét đánh ngang tai. Lúc đầu ông có chút bất ngờ, sau đó chuyển sang tức giận. Ông có chút không tin vào chuyện này, nhưng khi đọc xong bức thư của người con gái lớn để lại, ông đã hoàn toàn tin rằng Trúc đã bỏ nhà đi. Vừa lúc ấy bà Tư cũng lên tới. Bà như không tin vào tai mình. Bà Tư khích động hỏi Mai như muốn xác nhận lại: Con nói cái gì? Chị con nó làm sao? Nó đâu rồi? Mai nhìn bà rơm rớm nước mắt. Cô nói: Chị Trúc bỏ đi từ tối qua rồi má à. Đang yên đang lành sao nó lại bỏ đi? Mai chưa kịp lên tiếng, ông Tư đã quát lớn giọng nói đầy tức giận. Ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Bà tự mà đọc đi. Bà Tư và Mai bị tiếng quát của ông làm cho giật mình. Sau đó bà Tư cầm lấy bức thư của Trúc lên mà đọc. Trong thư viết: Cha mẹ, con gái bất hiếu xin lỗi cha mẹ. Thật ra người con thương không phải là anh Điền. Con biết cha mẹ sẽ không đồng ý để con được ở bên người con thương, nhưng con đã có bầu. Con và anh ấy đã quyết định cùng nhau bỏ đến nơi khác sống. Mong cha mẹ hãy tha thứ cho con, đợi khi nào cha mẹ nguôi giận con sẽ đưa cháu quay về thăm cha mẹ. Bà Tư đọc xong tay chân như rụng rời cả đi, ngồi phịch xuống ghế. Con gái bà thương người khác còn có bầu, vậy mà lâu nay bà chẳng hay biết. Nếu người nó thương không phải thằng Điền sao nó không nói ra? Ngày mai là đám cưới của nó với thằng Điền, giờ nó bỏ đi ông bà biết nói sao với nhà họ đây? Trời ơi là trời, con ơi là con, ông bà đâu phải là người khó tính ham giàu sang mà ép gả con bắt nó sang người thương đi cưới người khác đâu. Nó không ưng thì cứ nói thẳng ra, sao lại dại thế này? Mà cũng là rõ ràng chính nó đồng ý gả cho thằng Điền, sao giờ lại nói chuyện lạ lùng dậy kìa. Bà Tư đang sững người suy nghĩ thì tiếng của Mai làm cắt ngang dòng suy tư của bà. Giờ mình phải làm sao đây cha mẹ? Ngày mai đám cưới phải làm sao? Ông Tư đang tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, ông nói: Giờ cha má sang nhà ông hội đồng nói chuyện với họ xem sao. Còn Trúc nó bỏ đi rồi, chúng ta cũng không biết tìm nó ở đâu. Có tìm được cũng không phải ngày một ngày hai. Mai nghe vậy thì vội xin: Cha mẹ cho con đi cùng được không? Con có cách giải quyết chuyện này im xuôi. Bà Tư nhìn Mai tò mò hỏi: Con giải quyết như thế nào? Cha mẹ cứ yên tâm để con đi cùng đi. Ông Tư đứng dậy rồi nói: Thôi được rồi, hai mẹ con cùng đi đi. Cả ba vội vàng bước ra khỏi nhà nhằm hướng nhà ông hội mà đi. Tại nhà hội đồng, Phan từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người ăn kẻ ở đang nhộn nhịp chạy đôn chạy đáo lo cho đám cưới của cậu ba con trai thứ hai của ông bà hội. Đứa con mà ông bà lấy làm hãnh diện và ưng bụng nhất trong nhà, tương lai gia nghiệp của nhà họ sẽ giao lại cho cậu ba Điền cai quản. Ông hội đồng đang ngồi trên bộ ghế bằng gỗ quý đã lên nước bóng loáng trước nhà chính uống trà. Miệng nhâm nhi loại trà quý, mắt quan sát bọn người làm lo việc cho đám cưới ngày mai. Ngày mai là ngày con trai ông lấy vợ nên mọi thứ phải chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Cái đám này phải thật linh đình hoành tráng. Ông đã mời tất cả những người có chức có quyền cho đến những người có mối quan hệ thân thiết đến tham dự. Nghĩ đến đây ông thầm gật gật đầu hài lòng. Ông chỉ có hai đứa con trai duy nhất. Đứa lớn tên là Tài, tính tình bộp chộp, chỉ biết ăn chơi nên mọi hy vọng đều đặt trên người đứa con thứ hai tên là Điền. Điền là người chính chắn, công việc làm ăn xử lý đâu vào đấy khiến ông rất hài lòng. Hai anh em cùng cha cùng mẹ nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Người em giỏi giang được cha mẹ hài lòng bao nhiêu thì người anh lại ăn chơi phá gia chi tử khiến ông bà phiền lòng bấy nhiêu. Ông hội đồng Phan đang ngồi suy nghĩ thì thấy một người làm đi vào, phía sau còn dẫn theo ba người nữa. Nhìn kỹ hóa ra là ông bà Tư và con gái út của ông bà ấy.
Nhưng sao mới sáng sớm họ qua đây có chuyện gì vậy kìa? Đáng lý ra giờ này phải ở nhà lo việc đám cưới mới phải chứ. Ông Hội hơi thắc mắc nhưng sau đó gương mặt nhanh chóng nở một nụ cười niềm nở và đứng lên đón khách. Ông Hội cười hỏi, anh chị sang đây có chuyện gì phải không? Nào vào đây ngồi uống miếng nước rồi từ từ nói. Mặc dù chưa biết ông bà Tư qua đây là vì chuyện gì, nhưng ông Hội đoán họ có chuyện gì đó nên mới sang nhà ông. Trái ngược với sự niềm nở vui vẻ của ông Hội, trên mặt ông bà Tư thể hiện rõ sự bối rối khó xử. Trước câu hỏi của ông Hội, ông Tư cố bình tĩnh đợi mọi người yên vị xuống ghế rồi mới đáp. Thật ra tôi sang đây là có chuyện muốn báo với nhà ông và muốn tìm hướng giải quyết cho chuyện này. Nhìn ông bà Tư mặt ai nấy đều hiện rõ sự nghiêm trọng, ông Hội liền thu lại nụ cười trở nên nghiêm túc. Chuyện gì anh chị cứ nói đi. Ông Tư cúi mặt thể hiện sự áy náy, ông nói. Tôi xin lỗi gia đình ông, chuyện này do gia đình tôi có lỗi với nhà ông. Là do tôi không biết dạy con nên giờ mới ra kế sự này. Ông Hội chẳng hiểu gì, nghe ông Tư nói không có rõ ràng khiến ông vừa tò mò vừa sốt ruột. Ông hỏi, chuyện gì ông nói rõ tôi nghe xem nào. Con Trúc nó bỏ nhà đi rồi ông Hội à, giờ tôi cũng không biết tính sao nên mới sang đây thông báo cho ông biết. Đám cưới ngày mai không thể tổ chức được rồi, phải hủy bỏ thôi ông Hội. Ông Hội nghe chữ được chữ mất, tai của ông lùng bùng cả đi. Cái gì mà con Trúc đã bỏ đi, cái gì mà hủy đám cưới? Chuyện này là sao? Ông Hội cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, ông hỏi. Con Trúc nó bỏ đi đâu? Mà sao lại bỏ đi? Ông Hội hỏi như vậy làm ông Tư trầm mặt chẳng biết trả lời sao, không lý nào lại nói rằng con mình bỏ nhà theo trai còn đã mang bầu con người khác rồi. Trời ơi, nếu nói ra sau này ông biết nhìn mặt nhà họ như thế nào đây? Gia đình ông Tư là nhà giáo, lâu nay vốn nổi tiếng là người sống lễ giáo, hai đứa con gái được ông dạy dỗ đàng hoàng xưa nay chưa từng làm ra chuyện gì khiến ông phải mất mặt. Nay con gái lớn của ông lại làm ra chuyện động trời như thế này, khiến ông khó xử với nhà ông Hội. Hai gia đình họ là chỗ quen biết qua lại thân thiết với nhau. Giờ ông phải ăn nói sao để họ bỏ qua chuyện này đây? Từ lúc vào nhà ông Hội đồng, bà Tư để chồng lên tiếng nói chuyện trước, giờ thấy chồng mình nét mặt khó coi, lời muốn nói ra nhưng lại không nói được bà Tư mới thay chồng lên tiếng. Chuyện đã tới nước này gia đình tôi cũng không giấu gì ông. Đêm qua con Trúc nó bỏ đi biệt, sáng ra nhà tôi mới hay chuyện này. Giờ tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu, nó chỉ để lại một bức thư nói rằng không muốn gả cho cậu Điền. Vừa lúc đó bà Hội đang dưới nhà sau trông coi người ở làm bánh trái cho đám cưới, nghe người vào báo có khách đến nhà bà liền ngừng việc đi lên xem sao. Cậu Điền trong phòng riêng nghe cha mẹ vợ đến cũng vội ra chào hỏi. Ngờ đâu lúc ra tới nơi nghe được hết thảy mọi chuyện, cậu Điền như chôn chân tại chỗ chưa tin vào tai mình. Đến khi lấy lại chút lý trí cậu mới chạy nhanh đến hỏi. Bác trai bác gái nói thật sao? Làm sao có chuyện đó được? Trúc và con yêu nhau cả hai đã đồng ý ở bên nhau, làm sao có chuyện Trúc không muốn gả cho con mà bỏ nhà đi được? Con không tin. Từ nãy giờ Mai đứng sau lưng cha mẹ mình không lên tiếng đến khi Điền xuất hiện cô mới nói. Cậu Điền, chị Trúc có để lại một bức thư cho cậu. Nói rồi Mai lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp làm tư đưa cho cậu Điền. Cậu nhận lấy mở ra đọc, đọc đến đâu cậu ngạc nhiên đến đó. Cuối cùng là sự căm phẫn và oán trách. Trong thư viết, gửi cậu Điền, em xin lỗi cậu, bao nhiêu lâu nay thứ tình cảm em dành cho cậu chỉ là rung động nhất thời. Nay em đã nhận ra người em yêu thật sự là ai rồi, xin lỗi cậu em không thể gả cho cậu được. Em bây giờ đang sống hạnh phúc bên người mình yêu, cậu hãy quên em đi và tìm cho mình một cô gái khác thật lòng yêu cậu. Điền không ngờ bao lâu nay Trúc đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Tay cậu bất giác nắm chặt thành nắm đấm, người con gái mà cậu hết lòng hết dạ yêu thương lại phản bội cậu đi theo người khác trước ngày đám cưới. Chuyện này thật nực cười nhưng nó lại khiến tim cậu như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào. Trúc là con gái đầu tiên cậu yêu, cả hai quen nhau được 3 năm thời gian ấy những khoảnh khắc ấy không giống giả tạo. Nhưng tại sao Trúc lại bỏ đi? Những dòng chữ ấy rõ ràng là của Trúc, dù cậu không tin cũng phải tin. Người con gái ấy đã phản bội cậu chạy theo tình mới. Lúc này bà Hội đi đến giành lấy bức thư cậu Điền cầm trên tay mà đọc. Bà đọc xong thì nói, thì ra là bỏ nhà theo người khác. Anh chị dạy con khéo quá. Bây giờ anh chị tính sao? Chuyện cưới hỏi đâu phải chuyện chơi. Bao nhiêu khách khứa quan chức nhà tôi đã mời cả. Anh chị muốn làm gia đình tôi mất mặt với thiên hạ hay chi? Nghe bà Hội nói vậy, Mai biết đây là cơ hội để cô bước vào nhà họ.
cơ hội để cô gả cho cậu Điền, liền nói. Thưa cha mẹ, thưa ông bà hội đồng, con có chuyện này giấu trong lòng đã lâu, giờ chuyện đã đến mức này con xin được phép nói ra. Bà hội từ lúc biết được cái Trúc bỏ nhà đi, xem gia đình và con trai bà như một trò đùa, bà đã lấy làm không vui. Gương mặt tỏ rõ vẻ chán ghét và xem thường gia đình bà Tư. Nghe Mai có chuyện muốn nói, bà đáp bằng giọng khinh khỉnh. Có gì thì cứ nói nhanh đi, bày đặt ra vẻ ngoan hiền lễ phép làm gì, rồi lại giống như ai đó bỏ nhà theo trai. Ông bà Tư bị bà hơi xỉ vả thì thấy nhục nhã lắm, nhưng bà ấy không nói sai, con gái họ có bầu bỏ nhà theo trai là thật. Mai lúc này bắt đầu nói, giọng nói nghẹn nghẹn như đã dồn nén rất lâu. Nếu chị Trúc đã bỏ đi, đám cưới ngày mai cũng không thể hủy bỏ, vậy hãy để con gả thay cho chị ấy. Con xin thay chị ấy chuộc lỗi với ông bà và cậu Điền. Mai tiếp tục quay sang nhìn Điền bằng ánh mắt si tình mà nói. Thật ra em thương cậu lâu rồi, nhưng cậu và chị Trúc yêu nhau nên em luôn chôn giấu tình cảm này vào trong lòng và thầm chúc phúc cho hai người. Em không ngờ chị ấy có phúc mà không biết hưởng, được cậu đem lòng yêu thương mà không biết quý trọng, lại đi làm chuyện có lỗi với cậu. Nếu chị ấy đã không cần cậu thì hãy để em gả cho cậu. Em sẽ một lòng một dạ vì cậu, không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu. Ông bà Hội và ông bà Tư nghe thấy vậy lấy làm hết sức ngạc nhiên. Cậu Điền cũng bất ngờ không kém. Mai là người biết cách nói chuyện và lấy lòng người khác. Vốn dĩ lúc trước bà Hội ưng Mai hơn Trúc, nhưng do cậu Điền chọn Trúc nên bà cũng chiều ý. Nay nghe Mai nói vậy, bà Hội liền bỏ qua hết mọi bực tức vừa rồi mà hỏi: con nói thật không? Mai gật đầu chắc nịch. Bà Hội mặt hớn hở vội nhìn sang con trai hỏi: con thấy sao? Má thấy Mai là đứa con gái tốt, nó thương con lâu vậy mà vẫn giấu trong lòng chịu bao ấm ức. Nay người con thương lại không trân trọng tình cảm của con, còn người xem trọng con không lý nào con lại phụ lòng người ta. Điền có chút rối bời, cảm xúc khi biết mình bị phản bội vẫn chưa nguôi, sự căm hận của cậu dành cho Trúc càng lúc càng tăng. Bởi yêu càng nhiều hận càng sâu, nghe được những lời từ Mai và mẹ mình làm cho suy nghĩ của cậu bị lung lay. Cậu chần chừ một lúc rồi lên tiếng nói: con sẽ cưới Mai, em muốn gả cho tôi không? Nếu Trúc đã phụ tình cậu, chẳng lý nào cậu cứ khư khư ôm lấy thứ tình cảm giả tạo từ một người như vậy. Trúc có tình mới thì cậu cưới vợ khác như vậy mới công bằng. Nghĩ vậy cậu thuận nước mà đồng ý cưới Mai, để sau này gặp lại Trúc xem cô sẽ có phản ứng như thế nào. Mai nghe cậu Điền hỏi thì vui như mở cờ, tất nhiên là cô đồng ý, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mai nói: em đồng ý gả cho cậu. Bà Hội lúc này cười tươi, tiếng cười đánh bay đi bầu không khí bối rối từ nãy đến giờ. Bà nói: vậy thì hai gia đình chúng ta vẫn là thông gia, đám cưới ngày mai sẽ diễn ra như bình thường. Ông hội đồng lúc này cũng lên tiếng: hai đứa nhỏ đã đồng ý rồi mình cứ y như cũ mà làm, còn chuyện của con Trúc hai đứa nó không có duyên làm vợ chồng thì thôi vậy. Lúc nghe Mai nói thương cậu Điền, ông Tư bất ngờ lắm. Nhưng nếu con gái ông đã quyết định như vậy, người làm cha như ông sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Còn Trúc giờ nó đã có người khác, ông sẽ cho người đi tìm cả hai về và tổ chức cho chúng một cái đám cưới đàng hoàng, không để nó chịu thua thiệt. Gia đình ông vốn có của ăn của để, đâu thể nào để con gái mình lưu lạc nơi xứ người chịu cực chịu khổ. Ông Tư nghe nhà ông Hội nói vậy cũng nhẹ lòng đi phần nào. Ông nói: vậy nhà tôi xin phép quay về chuẩn bị cho ngày mai. Xin lỗi nhà ông bà vì chuyện ngoài ý muốn này. Ông Hội bây giờ cũng cười đáp nói: thôi không sao cả, ông bà đi thong thả. Nhà ông Tư ra về, cả ba đi cách xa nhà ông hội đồng một đoạn, bà Tư mới kéo tay Mai đứng lại rồi hỏi: con nói con có cách giải quyết chuyện này, đó là gả thay cho chị của con đó hả? Sao con không nói trước cho cha mẹ biết? Con thật sự muốn gả vào nhà đó sao? Mai trấn an mẹ mình, cô dịu dàng nói: con thương cậu Điền thật mẹ à. Nếu chị Trúc không muốn gả cho cậu thì con sẽ gả. Cha mẹ yên tâm đi, con gái sẽ không làm chuyện khiến cho nhà mình mất mặt đâu. Ông Tư thở dài nói: thôi được rồi, hai mẹ con về nhà muốn nói gì thì nói, đang đứng ngoài đường đó. Nghe vậy hai mẹ con mới cất bước đi tiếp. Nhà họ chung làng với nhà ông bà Hội chỉ cách nhau tầm vài cây số. Tối đó, Mai đang ngồi ngắm khiêu bộ áo cưới của mình. Cô không nghĩ mình lại thuận lợi được gả cho cậu Điền như vậy. Từ lần đầu gặp cậu vào 3 năm trước, cô đã đem lòng mến mộ cậu. Nhưng ngờ đâu cậu và chị gái của cô lại yêu nhau. Biết bao lần Mai phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu Điền và Trúc thể hiện tình cảm với nhau, điều này làm cho cô rất khó chịu và không vui, cô chỉ có thể chôn giấu mọi thứ cảm xúc vào trong lòng.
Đang suy nghĩ thì bà Tư bước vào phòng. Trước ngày con gái về nhà chồng, bà cần nói chuyện và căn dặn cho con mình vài điều. Thấy bà Tư bước vào, Mai cười nhẹ nhàng hỏi: "Giờ này mẹ chưa ngủ sao?" "Ngủ sao được mà ngủ, mẹ sang đây để nói chuyện với con một lát." "Dạ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi con nghe. Ngày mai con về nhà chồng rồi phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Nếu có chuyện gì chịu ấm ức hãy nói cho cha mẹ biết, đừng chịu đựng một mình. Nhà mình vẫn luôn là nơi bảo bọc cho các con. Cha con tuy có hơi nghiêm khắc nhưng ông ấy sẽ không để các con chịu khổ. Chỉ hai con giờ không biết nó ở đâu sống có tốt không. Nó thật là dại, có gì cứ nói cho cha mẹ biết. Cha mẹ sẽ nghĩ cách giải quyết, sao nó lại bỏ đi cho khổ thân thế không biết. Thôi mẹ đừng buồn. Chắc giờ chị ấy đang sống hạnh phúc bên người mình thương rồi, cha mẹ đừng lo lắng. Cả hai người họ sụt sùi nói chuyện được một lúc lâu, bà Tư mới quay về phòng ngủ để ngày mai dậy sớm chuẩn bị đưa con về nhà chồng. Đến nửa đêm Mai đang ngủ, thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra ở cuối giường. Tiếng khóc cứ vang lên khiến Mai sực tỉnh giấc, cô cố lắng tai nghe kỹ, xác định được tiếng khóc ấy ở ngay trong chính căn phòng của mình. Mai lấy làm lạ, sao giờ này lại có tiếng khóc, mà là ai đang khóc? Chợt cô bất giác nổi cả da gà da vịt, bởi nghe kỹ một chút sẽ thấy tiếng khóc ấy rất giống với tiếng của Trúc. Nhưng bây giờ trong phòng, chỉ là một màu tối đen như mực, ngoài thính giác ra thị giác lúc này không có tác dụng. Mai cố trấn tĩnh lấy hết can đảm ngồi dậy, mò tay tìm đồ thắp chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn gần đầu giường lên, nhưng tay cô vô tình chạm phải một vật gì đó lạnh ngắt còn ương ướt. Mai sợ quá vội rụt tay lại, bất chợt chiếc đèn dầu tự động sáng lên. Đập vào mắt của Mai là một bóng người đang đứng ở cạnh giường, người ướt sũng. Tóc tai xóa dài bị nước làm cho bết lại, trên đầu có một hõm sâu máu từ đó chảy dài xuống xẹt qua ngang mắt. Hai con mắt một màu đen sâu hun hút chẳng thấy đáy. Làn da trắng bệch nhảm nhở lủng lỗ chỗ như bị con gì đó rỉa. Trời ơi, gương mặt ấy quá đỗi đáng sợ, nhưng sao Mai lại thấy giống Trúc chị mình đến vậy? Không lẽ nào, không lý nào là chị ấy? Trên đời này làm gì có ma quỷ, chắc chắn là do cô tự mình dọa mình. Mai dùng lý lẽ để thuyết phục và trấn an bản thân nhưng tay chân cô không tự chủ mà cứ run lên. Mặc cho Mai đang sợ hãi, bóng ma ấy nhìn cô rồi nở ra một nụ cười chứa đựng đầy sự chua xót, sau đó là tiếng nói âm u. Mai ơi chị lạnh, chị đau đớn quá Mai ơi. Mai lúc này như sụp đổ hoàn toàn, giờ phút này cô không tin cũng phải tin, bóng ma ấy chính là Trúc chị của mình. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bao nhiêu chịu đựng dồn nén nãy giờ không hẹn bà bộc phát. Một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi cô ngã phịch xuống giường bất tỉnh. Đến sáng, Mai bị tiếng gọi của ai đó đánh thức, mở mắt ra cô nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng. Mai nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô chợt sợ hãi nhìn khắp phòng, đến khi xác định không có thứ đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Tư thấy biểu hiện lạ của con gái thì hỏi: "Con sao vậy, không khỏe ở đâu hả?" Mai nặng ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp: "Dạ con không sao." "Không sao thì dậy chuẩn bị đi, 9 giờ là nhà họ sang đón dâu đó." "Dạ con biết rồi, con dậy ngay." Vậy mẹ ra ngoài xem mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi." Bà Tư đi ra ngoài, Mai bây giờ mới nghi hoặc không biết đêm qua là mơ hay thật. Sau đó cô lại gạt nhanh đi ý nghĩ về những chuyện xui xẻo đó, vì việc trước mắt cô phải làm đó là ăn mặc thật đẹp chuẩn bị về nhà chồng. Nhìn chiếc áo dài cưới màu đỏ đang mặc trên người, Mai thấy vui không tả xiết. Cô không hề hay biết vẫn luôn có một đôi mắt vô hình nhìn mình, với ánh mắt đầy căm phẫn và tràn đầy oán khí, như hận không thể ăn tươi uống máu của cô ngay lập tức. Thời gian trôi qua, nhà trai đã đến, các nghi thức bái lạy tổ tiên được diễn ra, khách khứa người quen đến dự điều vui mừng cho cô dâu chú rể. Duy chỉ có một bóng ma, đứng nơi góc sân nhìn vào nhà bằng ánh mắt không cam tâm. Đó không ai khác chính là hồn ma của Trúc. Đáng lý ra hôm nay là ngày đám cưới của cô và cậu Điền, nhưng cách đây một hôm cô đã bị người ta hại chết, còn đổ cho cô cái tai tiếng có bầu và bỏ trốn với người khác. Ngay cả người cô thương cũng không tin mình, còn đi cưới chính kẻ đã hại cô. Cái đứa em gái ngày ngày tỏ ra ngoan hiền lễ phép ấy chính là người đã giết cô để được gả cho cậu Điền. Chiếc áo dài nó đang mặc trên người là của cô. Chiếc áo dài được may theo số đo của cô nhưng bây giờ lại mặc trên người của kẻ khác. Mọi thứ hôm nay của cô đều bị đứa em gái ấy cướp mất. Hai dòng lệ máu lăn dài trên má của Trúc, tận mắt nhìn thấy người mình yêu cưới người khác, còn bản thân lại bị chết oan chịu bao đau đớn nhục nhã, xác vẫn đang nằm dưới lòng sông sâu, thật sự Trúc thấy không cam tâm. Chợt quanh người cô bốc lên một luồng khói đen,
Bao nhiêu ức hận khiến lửa giận trong lòng Trúc trào dâng, cô cứ thế hát hóa thành quỷ quyết trả thù, bắt đứa em kia phải trả giá cho những gì đã gây ra với cô. Sau một ngày mệt mỏi thực hiện nghi lễ, đón tiếp khách khứa, Mai chính thức đã trở thành vợ của cậu Điền và bước vào làm mợ ba của nhà hội đồng. Trên mặt Mai hiện lên một niềm vui không thể tả hết bằng lời. Còn cậu Điền đêm nay cậu uống đến say mềm, chẳng biết trời trăng mây gió, trong lòng cậu vẫn còn ôm nỗi hận với Trúc vì cậu nghĩ cô đã phản bội tình cảm của cậu. Dù nói là hận, nhưng cậu vẫn luôn chìm vào những kỷ niệm đẹp của hai người, cậu không thể quên cô. Cậu đâu hề hay biết Trúc đã bị người ta sát hại chết mất xác. Tối đó đang ngủ thì Mai chợt hét lớn, làm cậu Điền nằm bên cạnh phải trở mình, nhưng do cậu say quá nên nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trên trán của Mai mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau chảy xuống, cô ta vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ Trúc với gương mặt dữ tợn và ghê tởm liên tục bắt cô ta trả mạng. Mai lúc này nhớ lại vào đêm của hai hôm trước, đêm đó Trúc đang ngồi trong phòng riêng khó ngủ vì lo lắng cho ngày đám cưới. Bỗng nhiên Mai đi vào rồi nói, cậu Điền bảo em chuyển lời với chị, lát nữa đợi cha mẹ ngủ rồi chị ra bờ sông gặp cậu, cậu ấy có chuyện muốn nói với chị. Trúc nghe vậy thì lấy làm thắc mắc, sao cậu nửa đêm nửa hôm lại gọi mình ra đó làm gì vậy kìa. Nghĩ vậy nhưng Trúc vẫn gật đầu nói với Mai, chị biết rồi, cảm ơn em, ơn nghĩa gì hỏng biết, thôi em đi ngủ trước đây. Nói rồi Mai quay về phòng mình, thấy ông bà Tư cũng đã ngủ sớm, Trúc lúc này mới cầm theo cây đèn bão, nhắm hướng bờ sông nơi cậu Điền và cô hay hẹn gặp nhau mà đi đến. Bờ sông nằm cách sau nhà của Trúc một đoạn, cô không cảm thấy sợ, bởi hàng ngày cô hay đem quần áo ra đây giặt giũ nên khúc sông này đã trở nên quen thuộc với cô. Trúc ra đến nơi thì không thấy ai cả, cô đưa chiếc đèn ra xa để soi xem nhưng vẫn không thấy cậu Điền đâu. Cô lấy làm lạ, đang thắc mắc thì một tiếng bốp, cảm giác đau ở một bên đầu truyền đến, Trúc đang ngỡ ngàng thì cảm nhận được một chất lỏng sền sệt trên đầu đang chảy xuống mặt, nhem vào cả mắt. Trúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng bốp nữa vang lên ngay vị trí cũ. Cô đưa tay lên sờ vào một bên đầu của mình, rồi đưa tay ra trước mặt để nhìn, là máu. Trúc như sực tỉnh, xoay nhanh người nhìn lại phía sau, cô thấy Mai đang cầm một khúc gỗ lăm lăm với ánh mắt đầy độc ác đang nhìn mình, là nó đã dùng khúc cây ấy đập vào đầu của mình. Cơn đau như xé gan xé ruột truyền đến, Trúc chưa kịp nói gì đã ngã nhào xuống đất nằm bất tỉnh. Thấy Trúc đã nằm không động đậy, Mai tiến lại gần dùng khúc gỗ cầm trên tay lay lay người Trúc, nhưng không có động tĩnh gì. Mai đi đến gần đưa tay lên mũi của Trúc để kiểm tra, đã tắt thở, Mai không nói không rằng, dứt khoát lăn thân thể của Trúc đến sát bờ sông. Một chiếc xuồng từ đâu bơi đến, có hai người đàn ông tấp xuồng vào rồi bước lên bờ. Một người lên tiếng nói, chuyện còn lại cứ giao cho hai tụi tui, Mai dúi cho họ một túi tiền, đến khi thấy họ khiêng Trúc lên xuồng bơi đi xa cô ta mới quay người đi về nhà. Mai ra tay một cách nhanh gọn dứt khoát không có chút gì gọi là sợ hãi. Cô ta đã nấc sẵn ở lùm cây gần đó đợi Trúc không phòng bị liền ra tay. Thật ra chẳng có cậu Điền nào hẹn gặp Trúc, là Mai đã lừa cô ra đây. Trúc vì tin tưởng Mai nên không chút nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, Mai thấy mình luôn thua kém hơn Trúc. Dù cô ta đã cố gắng nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Trúc, thì Mai trong mắt mọi người cô ta chẳng là gì. Họ luôn đem hai chị em ra so sánh, Mai lúc nào cũng bị họ cho là kém cỏi hơn Trúc, không xinh đẹp dịu dàng hiền lành bằng chị. Ngay cả cậu Điền cũng bị chị ta cướp, Trúc lấy cái quyền gì mà cướp đi mọi hào quang của cô ta. Cướp đi cả người cô ta yêu, chỉ khi Trúc biến mất mọi thứ mới thuộc về cô ta. Mai đã đem lòng ghen tị với chính chị ruột của mình, Mai vì muốn hơn Trúc, cô ta đã học theo phong thái cách ăn mặc cử chỉ của chị mình. Từ đó cô ta trong mắt mọi người và ông bà Tư rất ngoan hiền hiểu chuyện. Nói đoạn, chiếc xuồng bơi ra đến sông lớn thì dừng lại. Hai kẻ kia nhìn cái xác của Trúc thì chợt nổi lên tính dâm dê. Một tên gương mặt bặm trợn đầy sẹo rỗ, nói, nhìn con nhỏ này ngon phết, cứ vứt xuống sông như thế thì tiếc quá. Hắn nhìn tên còn lại với ánh mắt đầy dục vọng, giọng nói nham nhở. Tên còn lại nghe vậy cũng lấy làm thích thú, đúng là con nhỏ ấy đẹp quá chừng, chết thế thì quá đáng tiếc. Hắn nghĩ vậy liền cười lên khằng khặc, vậy anh em mình cho nó biết chút mùi đàn ông đi. Nói rồi cả hai thay nhau làm chuyện đồi bại với cái xác của Trúc. Mặc cho cái xác đang mở mắt trừng trừng. Sau khi thỏa mãn xong, hai tên này lấy ra một sợi dây thừng, cột cái xác của Trúc vào một tảng đá rồi thả xuống sông lớn.
Chúng làm vậy để chắc chắn cái xác không bị nổi lên và một thời gian nữa sẽ bị lũ cá rỉa sạch. Quay về thực tại, Mai đang nhớ lại cái đêm mình ra tay giết Trúc. Cứ tưởng loại bỏ được chị ta, bản thân sẽ được bình yên gả cho cậu Điền và sống hạnh phúc. Không ngờ đã hai đêm rồi, cô ta đều mơ thấy ác mộng. Không được, không thể để như vậy được, phải đi tìm thầy trấn yểm chị ta. Nghĩ rồi Mai cố nằm xuống giường nhìn người đàn ông nằm bên cạnh đang say giấc, còn cô ta cứ thế thức trắng cho đến sáng. Nửa tháng sau, Mai về nhà ông bà Hội làm dâu đã được một thời gian. Cha mẹ chồng không khó gì mấy, cô ta lại giỏi ăn nói nên được lòng bà Hội lắm. Nhưng càng được lòng bà Hội thì càng khiến cho Thắm vợ của Hai Tài ghét cô ta hơn. Từ ngày Mai về đây làm dâu, Thắm thấy mình và mẹ chồng ngày càng xa cách, sự yêu mến đứa con dâu mới hiện rõ trên mặt bà Hội. Lúc trước chỉ có một mình Thắm, tuy không được lòng hoàn toàn của mẹ chồng nhưng cũng được vài ba phần. Bây giờ có Mai, Thắm coi như ra rìa. Nói về Thắm, chị ta là một người tham lam, khá mưu mô. Cha Thắm làm hương quản, tính ra gia đình cũng môn đăng hội đối với nhà ông bà Hội đồng. Nhưng hôn nhân của Thắm và cậu Tài là do mai mối nên tình cảm của hai người không mấy mặn mà. Thắm về đây làm dâu cũng được 3 năm, nhưng chưa có con, Hai Tài thì lo ăn chơi chẳng màng tới chuyện làm ăn hay lo tranh giành tài sản. Thắm thấy khả năng sau này hai vợ chồng khó có chỗ đứng trong nhà, bởi chị ta biết ông Hội thương ba Điền hơn Hai Tài, nên bèn thường xuyên tìm cách chia rẽ và hạ bệ sự tín nhiệm của ông Hội đối với cậu ba nhằm đẩy cao chồng mình lên. Nhưng bao công sức của chị ta bị chính chồng mình làm cho công cốc, Thắm cố xây dựng hình tượng đẹp cho chồng để ông Hội tin tưởng giao công việc làm ăn cho chồng và sau này tài sản sẽ được phần hơn, còn Hai Tài suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt chẳng làm nên trò trống gì. Thắm biết mẹ chồng dễ tính hơn, vì dù sao hai đứa con đều do bà mang nặng đẻ đau, tốt xấu gì cũng là con của bà, nên Hai Tài vẫn được bà thương. Nắm được điểm này, Thắm ra sức lấy lòng mẹ chồng để có chỗ đứng và sự tín nhiệm trong nhà. Sau này bà có mất, sẽ giao lại quyền hành trong nhà cho chị ta cai quản. Nhưng hiện tại Thắm thấy mình đang có một đối thủ cần phải loại bỏ, đó chính là Mai. Còn về Điền, từ ngày đám cưới, Điền suốt ngày say xỉn tìm đến rượu làm bạn, chẳng thiết tha gì tới chuyện làm ăn, điều này đối với chị ta rất có lợi. Sáng nay, khi cả nhà đang ăn sáng, ông bà Hội chẳng thấy bóng dáng cậu Điền đâu. Ông Hội mới lên tiếng hỏi Mai, ủa chứ chồng bây đâu, sao không gọi nó ra ăn sáng? Mai nghe hỏi bèn đáp, dạ sáng nay chồng con có việc cần làm nên đi từ sáng sớm rồi thưa cha. Thật ra, từ tối qua đến giờ cậu Điền không về nhà, nếu để ông bà biết chuyện này chắc chắn cô sẽ bị trách mắng vì không biết bảo ban khuyên ngăn chồng. Phần khác ông bà sẽ tức giận nhiều, khi lấy lại công việc làm ăn giao cho Hai Tài thì hỏng. Nghĩ vậy Mai chọn cách nói tránh cho chồng. Vốn chuyện trong nhà đều có người báo lại với bà Hội, mặc dù bà biết Mai đang nói dối nhưng không vạch trần cô. Ông Hội nghe vậy thì không hỏi gì thêm. Lúc này ông ăn xong, nói với bà Hội, nay tôi đi lên huyện có chút việc chiều tối mới về, ở nhà cứ ăn cơm đi không cần chờ tôi. Bà Hội gật đầu đáp, ừ, ông đi đi. Ông Hội đi rồi, mọi người cũng đã ăn xong bữa sáng, bây giờ bà Hội mới hỏi Mai, thằng ba tối hôm qua giờ nó không về nhà phải không? Biết giấy không bọc được lửa, Mai tỏ vẻ bất lực nói, dạ, sáng nay con cho người làm đi tìm ảnh rồi thưa má. Con biết chồng con vẫn còn đang đau lòng vì chuyện của chị Trúc, mình cần cho ảnh thời gian để quên má à? Má biết, má không có ý trách con. Chuyện này, đợi thời điểm thích hợp má sẽ tìm cách khuyên giải nó, không thể nào cứ buông thả như vậy mãi. Bà hiểu tính con trai bà chứ, nó là đứa coi trọng tình cảm. Ngày trước nó lại thương con Trúc đến vậy, giờ bị đối xử như thế không khỏi mang lòng oán trách. Mà chuyện tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là quên được. Bấy giờ Thắm cũng đang có mặt, nghe vậy chị ta lên tiếng nói với giọng có chút chế giễu, em không sợ cậu ba đi qua đêm bên ngoài như vậy rồi có người khác hay sao? Em coi an ủi kề cạnh bên chồng chứ không có khi lại mất chồng. Mai nghe thì hiểu ý trong lời nói ấy, cô ta cũng đâu phải dạng vừa liền đáp trả. Em thấy cậu hai cũng qua đêm bên ngoài suốt mà chị hai có lo lắng miếng nào đâu. Bộ chị hỏng sợ mất chồng hả? Thắm bị Mai làm cho cứng họng. Bởi chị ta hiểu rõ sáng nay Hai Tài cũng không có mặt trên bàn ăn vì đêm qua anh ta không về nhà. Nhưng ông Hội đâu có hỏi, vì ông rõ quá mà, thằng con này của ông lâu nay có mấy khi ở nhà, hỏi làm gì cho tốn công. Bà Hội lúc này lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sáng nay, má đi đám ở làng bên chắc tới chiều mới về,
hai đứa con ở nhà trông coi chuyện trong nhà cho má. Mai nhanh miệng nói, dạ má cứ yên tâm đi đi. Vừa lúc đó cậu Hai Tài về, thấy bà Hội cậu lên tiếng thưa. Thưa má con mới về. Nói rồi cậu đi thẳng vô phòng mình, dường như có chuyện gì đó khiến cậu không vui. Bà Hội nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bà nói với Thắm, bây kêu người làm nấu gì cho chồng bây ăn đi. Nói rồi, bà Hội đứng lên đi làm công chuyện của mình. Mai cũng quay về phòng riêng. Bên này Thắm đi vào phòng, thấy Hai Tài đang nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Thắm lên tiếng trách móc, anh làm gì mà ở bên ngoài suốt vậy? Anh cứ như vậy, sau này thằng Điền lên nắm quyền cha giao hết tài sản cho nó. Trước sau gì vợ chồng mình cũng bị nó đuổi ra khỏi nhà cho xem. Hai Tài nghe vợ nói vậy thì nhìn Thắm tò mò hỏi. Ý cô là sao, muốn gì thì cứ nói thẳng. Còn gì nữa, là bảo anh lo mà lấy lòng tin cha má, để ông bà sau này còn chia cho mình một số tài sản, hay anh muốn bị đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng. Cô thích thì cứ tự mình đi giành đi. Nói xong cậu Tài đứng lên bỏ đi, dù gì cậu và ba Điền là anh em ruột, cậu đâu thể nào vì tài sản mà tranh giành đấu đá với chính người trong nhà. Cậu ăn chơi thật, nhưng đó là cái tính công tử ăn chơi của cậu từ xưa rồi. Cậu chơi bời không có nghĩa là cậu mất hết nhân tính, đi hại em mình vì chút tài sản. Mà cậu cũng hiểu tính của ba Điền, nó không bao giờ làm vậy với mình. Từ nhỏ hai anh em đã như thể tay chân, mặc dù tính tình anh em khác nhau như luôn bảo bọc cho nhau. Thắm bị chồng tỏ thái độ như thế thì lấy làm tức lắm. Không hiểu sao mình lại cưới phải một người chồng vô tích sự như vậy. Đến tối, cậu Điền đã quay về nhà. Từ lúc đám cưới cậu đối xử với Mai không quá xa cách cũng không quá thân mật. Bởi, trong lòng cậu chưa quên được Trúc, nhưng cậu đã chọn Mai làm vợ, cậu đâu thể đối xử tệ với cô ta. Cậu nghĩ Mai là người con gái tốt gả cho cậu, đã khiến cô chịu thiệt thòi, cậu phải có trách nhiệm với cô. Đêm đó, Mai bỗng nhiên thấy mình đang đứng ở một nơi vừa quen vừa lạ. Ánh trăng đêm nay giúp cô nhìn rõ nơi cô đang đứng là bến sông. Mai chẳng hiểu vì sao mình đi được đến đây. Rõ ràng cô đang ở nhà ông bà Hội đồng và đang ngủ cùng chồng kia mà. Sao bây giờ cô lại ở đây? Đang thắc mắc thì Mai nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của ai đó. Nhìn lại, thì cô thấy từ xa có hai bóng người chạy đến. Khi họ đến gần, cô mới thấy rõ đó là hai tên lúc trước cô thuê xử lý xác của Trúc. Hai tên vừa thấy Mai thì mừng như bắt được vàng, miệng liên tục kêu cứu. Mai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi một bóng đen xuất hiện, xung quanh tỏa ra một làn khói đen đặc. Đó là bóng ma, Mai luôn nằm mơ thấy, là Trúc, chính xác là hồn ma của Trúc. Mai bây giờ đã run lên bần bật, mặc cho hai kẻ kia đang bò quằn quại dưới đất bị hồn ma của Trúc kéo lê đi sền sệt. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng la thảm thiết của hai gã đàn ông, sau đó là hai sợi thòng lọng từ đâu móc vào cổ của hai gã, và từ từ treo thân thể của cả hai lên một nhánh cây cao ở gần đó. Cả hai giãy lên đành đạch rồi thè lưỡi chết trong tư thế treo cổ. Hồn ma của Trúc bay là trên mặt đất, từ từ tiến lại gần Mai, cùng với giọng cười the thé. Tới lượt mày rồi, Mai thất kinh, chân như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chạy nhưng không chạy được. Bộ dáng và gương mặt gớm ghiếc của Trúc tiến lại gần, dòng máu trên đầu không ngừng nhỏ xuống đất, hình ảnh thật kinh khủng. Mai không chịu được nữa mà hét lên một tiếng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Mai thấy mình đang trong phòng nhà Hội đồng, cô mới nhận ra là đêm qua mình chỉ nằm mơ. Mai lấy lại bình tĩnh, vừa bước xuống giường đã nghe một người ở tên Mùi đem nước rửa mặt vào nói. Mợ nghe chuyện chưa? Mai nghe hỏi thì tò mò đáp. Chuyện gì, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Dạ không phải chuyện trong nhà, mà là ở bờ sông gần nhà mình sáng nay phát hiện ra hai cái xác treo cổ chết. Mai nghe vậy bất giác lạnh hết sống lưng, cô nhớ lại giấc mơ tối qua. Liền vội kêu con Mùi đưa mình ra đó xem sao. Lúc ra tới nơi hai cái xác đã được hạ xuống, Mai nhìn thấy mặt của hai người đó, cô sợ đến tái xanh mặt. Không lý nào đêm qua không phải là mơ, Trúc đã quay về báo thù. Hai kẻ vứt xác của Trúc đã bị chết một cách bất thường, bọn chúng là ai chứ? Chúng là những kẻ làm chuyện xấu không gớm tay. Vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì nên sẽ không tự dưng treo cổ tự tử. Điều này quá vô lý. Quả đúng theo như suy đoán của Mai, hai tên đó vì giở trò hèn hạ với xác của Trúc nên cô đã tìm chúng báo thù. Đêm đó hai bọn chúng đang đi nhậu về thì bị Trúc che mắt dắt đi. Đến khi đến bờ sông gần nhà ông Hội đồng, hai người đó mới lấy lại chút ý thức. Lúc nhìn thấy Trúc, chúng sợ đến tè ra quần, lại lục van xin nhưng vô ích.
Mai từ lúc nhìn thấy hai cái xác ấy thì lòng đầy bất an, cô ta biết chắc chắn Trúc sẽ sớm tìm đến mình thôi. Không được, mình không thể ngồi yên chờ chết. Nghĩ rồi, Mai nhân lúc ăn sáng xin phép ông bà Hội ra chợ mua chút đồ. Ông bà cũng không khó khăn gì, nghe con dâu xin ra ngoài liền đồng ý. Mai đi một mình ra khỏi nhà hội đồng. Lúc trước cô nghe nói trong làng có một người thầy Pháp rất giỏi, chuyên bắt ma trừ quỷ. Mai không nghĩ sẽ có một ngày mình phải đến tìm thầy Pháp. Để tránh bị người quen nhìn thấy, Mai trước khi vào ngõ đi đến nhà ông thầy, cô ta dùng khăn che chắn mặt mình lại. Bộ dáng ngó trước ngó sau lén lúc như kẻ ăn trộm. Nhà thầy hôm nay chẳng có một bóng người, cô ta đi vào trong sân khẽ cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không? Mai gọi đến tiếng thứ ba mới thấy trong nhà một cậu trai trẻ tầm bằng tuổi với cô bước ra. Người đó vừa ra liền nói, thầy đang ngồi trong nhà, mời cô vào trong nói chuyện. Mai bước vào nhà liền thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống trà. Ông ta mặc một bộ đồ bà ba quàng khăn rằn, trông rất đạo mạo. Qua nói chuyện chào hỏi, Mai biết được người thanh niên trẻ kia là đồ đệ của ông ấy. Ông thầy bấy giờ cũng không vòng vo nữa mà hỏi vào chuyện chính. Cô đến đây là muốn xem quẻ đoán mệnh hay làm gì? Dạ, con đến đây là xin thầy giúp con trấn yểm một hồn ma. Hơn nửa tháng nay con luôn nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ hồn ma ấy cứ về tìm con. Không làm việc xấu sao lại sợ ma gõ cửa? Có phải cô đã làm chuyện gì phạm đến vong ma ấy không? Dạ không, con xưa nay ăn ở hiền lành, ngay cả con kiến cũng không dám giết. Mai đâu dại gì lại tự khai ra chuyện xấu của mình. Xưa nay ai cũng biết đến cô là người hiền lành, chẳng ai ngờ được những chuyện ác mà cô ta đã gây ra. Đến khi bị Trúc về tìm mỗi đêm, cô ta cũng không hề cảm thấy hối hận hay tội lỗi với hành động của mình. Ông thầy lúc này nói, tôi nhìn ra ấn đường của cô có một vệt đen, cô sắp gặp phải đại nạn, có thể sẽ phải bỏ mạng. Vong ma kia chẳng phải là ma nữa, mà đã thành quỷ rồi. Nó bám theo cô nhưng vẫn chưa lấy mạng cô, là do phước khí của cô vẫn còn, đợi đến khi phước khí kia mất đi nó sẽ lấy mạng cô. Nghe đến đây Mai sợ xanh mặt, cô ta hoảng hốt cầu xin. Xin thầy cứu con còn trẻ, con chưa muốn chết. Con cũng không làm gì sai sao phải bỏ mạng, xin thầy hãy giúp cho con. Ông thầy đưa ly trà lên uống một ngụm rồi trầm ngâm nói. Cô nói con ma ấy thường tìm cô trong mơ, vậy cô có biết con ma ấy là ai không? Từ khi nào lại mơ thấy nó, và có làm chuyện gì đụng chạm đến tâm linh không? Phải nói rõ tôi mới tìm ra cách để giúp. Mai đâu thể nào nói là do mình giết người, mà người đó còn là chị ruột của mình nên mới bị theo ám. Mai ậm ờ. Dạ con không biết hồn ma ấy là ai, con chỉ biết từ khi lấy chồng thì bị. Thầy có cách nào giúp con không thầy? Vậy để tôi đến nhà xem sao. Mai hốt hoảng. Dạ không được đâu thầy ơi, đâu thể để nhà hội đồng biết chuyện này. Ông thầy nghe vậy cũng không còn cách nào đành nói. Thôi trước mắt tôi đưa cho cô hai lá bùa phòng thân, một lá bỏ vào gối, một lá đi đâu thì mang theo. Mai chỉ có thể nhận lấy bùa rồi chào thầy ra về. Ông thầy này nổi tiếng giúp người không nhận tiền nhưng không bao giờ giúp người xấu. Nếu biết chuyện mình làm, sợ ông ấy không giúp ngược lại, chuyện bị vỡ lở ra là xong mình. Nghĩ vậy Mai đành tìm cách khác. Tối đó Mai làm theo như lời thầy dặn. Quả là bùa có tác dụng, mấy đêm liền cô ta chẳng mơ thấy Trúc về nữa. Trúc không làm được gì Mai thì oán hận lắm, quyết phải tìm cơ hội báo thù. Lúc trước định hành hạ Mai một thời gian cho thần hồn thất kinh, rồi mới ra tay đoạt mạng. Ngờ đâu bây giờ cô ta có bùa bảo vệ Trúc chẳng thể tới gần. Mấy ngày sau, Mai cứ thế sống bình yên, chẳng thấy hồn ma của Trúc đến tìm mình nữa. Cô chắc mẩm rằng Trúc chẳng thể làm gì được mình. Đến một tối nọ, Thắm đang ngủ thì chợt thấy không khí trở nên lạnh lẽo. Chị ta kéo mền đắp thì tay đụng phải thứ đó nhớp nháp. Thắm giật mình tỉnh dậy thì thấy một bóng đen đứng lù lù ở cuối giường. Cánh cửa sổ phòng đã được đóng trước khi đi ngủ tự dưng mở toang từ lúc nào. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng, phản chiếu lên gương mặt của cái bóng kia. Trời ơi, đó nào phải là người? Thắm ngồi bật dậy hét lên. Ma, có ma, mặc cho chị ta hét đến khản cả cổ, bên ngoài không có một ai nghe thấy và chạy vào giúp. Thắm biết mình có hét cũng vô ích nên đành im lặng, ngồi thụt lùi về sau góc giường run bần bật. Cái bóng đen đó chính là hồn ma của Trúc. Nhìn bộ dạng nhát gan của chị ta, Trúc cười nhếch miệng khinh bỉ, giọng cô âm u nói. Nếu muốn sống thì hãy làm theo những gì tôi nói, còn thì... Trúc thay câu nói còn lại bằng hành động nhanh như chớp. Cô giương đôi tay dài đến bóp lấy cổ của Thắm, nhấc bổng chị ta lên. Thắm bị bất ngờ sợ đến thất kinh hồn vía, cổ truyền đến cơn đau hô hấp cũng trở nên khó khăn.
thám sợ quá chẳng nói nên lời, miệng ú ớ từng chữ. Tôi sẽ nghe theo, tôi sẽ nghe theo. Trúc nhận được câu trả lời như mình mong muốn thì buông tay ra. Thân hình của Trúc bây giờ đầy lỗ chỗ, các mảng thịt trên người như muốn rơi ra, trông rất khủng khiếp. Trúc nói gì đó với thám rồi biến mất, chị ta sợ đến nỗi chẳng dám ngủ tiếp. Thứ mà chị ta vừa gặp đâu phải là người, nhưng con ma ấy vừa nói sẽ giúp chị ta, chỉ cần nghe theo nó chị ta sẽ bình an và hoàn thành được như mong muốn lâu nay. Hai tài tối nay lại không về nhà, chị ta gả về nhà này chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, không phải ngày một ngày hai. Nghĩ đến đây chị ta lấy làm tức tối. Sáng hôm sau, ngày hôm đó nhân lúc bà Hội đưa Mai đi đám, ông Hội đồng và cậu Điền ra ngoài lo công việc. Chị ta liền lén lúc lẻn vào phòng của Mai lục lọi tìm kiếm. Theo như lời của hồn ma kia nói, chỉ cần chị ta tìm thấy lá bùa trong gối của Mai đem đi đốt, hồn ma ấy sẽ có cách để Mai bị đuổi ra khỏi nhà này. Chuyện có lợi như vậy sao chị ta có thể bỏ qua? Ai bảo thường ngày Mai được lòng bà Hội mà thường đối đầu đấu khẩu với chị ta làm gì? Thắm tìm thấy lá bùa được nhét trong gối, y như lời của hồn ma kia nói, chị ta liền rời khỏi căn phòng ấy và đem lá bùa ra ngoài vườn đốt đi. Chẳng biết xui rủi như thế nào ông thầy từng đưa cho Mai hai lá bùa, nhưng một lá cô ta bỏ trong túi áo quên lấy ra, người ở không biết nên đem đi giặt hư mất. Giờ chỉ còn lại một lá cũng bị thắm hủy mất. Tối đó, sau khi cả nhà ăn cơm xong ai về phòng nấy chuẩn bị đi ngủ, Mai chẳng phát hiện ra lá bùa trong gối đã mất mà nằm ngủ như bình thường. Cậu Điền vẫn còn thức, trong đèn lo công việc sổ sách, Mai buồn ngủ quá nên đã ngủ trước, cậu đang chăm chú tra sổ sách thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Cậu chẳng nghĩ nhiều đi ra mở cửa xem là ai, cậu vừa mở cửa ra chưa nhìn kỹ người đó là ai, thì đã bị đẩy mạnh ra, người đó đi nhanh vào trong. Cậu Điền chẳng kịp phản ứng gì, đến khi nhìn lại thì thấy đó là Mùi, một đứa người ở trong nhà. Mùi không nói không rằng đi đến giường chụp lấy đầu của Mai dựng dậy, Mai đang ngủ bị bất ngờ, lúc mở mắt ra thấy con Mùi đang nắm tóc mình thì tức điên lên, Mai quát. Mày làm gì vậy Mùi, nhanh thả tóc tao ra. Hai mắt của Mùi bây giờ cứ trợn ngược vô hồn. Sau đó là một chàng cười lớn, tiếng cười như kẻ điên dại làm người nghe rợn cả người. Mọi ân oán hôm nay phải chấm dứt tại đây thôi em gái ngoan à, Mai bị đau, tay liên tục cào cấu vào tay con Mùi quát. Mày nói điên nói khùng gì vậy, nhanh thả tao ra. Cậu Điền phản ứng nhanh dù chưa biết nguyên nhân xảy ra chuyện này là vì đâu, nhưng trước mắt phải cản ra trước đã. Nghĩ thế cậu chạy đến can ngăn Mùi ra, nhưng sức của Mùi bây giờ mạnh lắm, tay giữ chặt lấy tóc của Mai không cách nào gỡ được. Mùi nhìn cậu Điền với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, chua xót oán trách yêu thương luyến tiếc, Mùi nói. Cậu Điền cậu quên em rồi sao? Em là Trúc đây, em đã chết rồi, em bị chính đứa em gái này giết chết trước ngày chúng ta cưới. Cậu Điền nghe vậy vừa bất ngờ vừa khó tin, chuyện này là thế nào? Con Mùi nó đang nói linh tinh gì vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này? Còn Mai khi nghe con Mùi nói vậy, thì hoảng sợ vô cùng, bởi cô ta biết Trúc đã thật sự tìm đến cô ta để trả oán. Trong thân xác của con Mùi là hồn ma của Trúc, nhưng có chết cô ta cũng không muốn để mọi chuyện bị bơi bày, Mai nói. Anh đừng nghe nó nói bậy, con Mùi nó đang giả ma giả quỷ nói linh tinh, anh nhanh cho người đánh chết nó đi. Mọi người trong nhà nghe thấy động tĩnh lớn nên chạy đến, ông bà Hội đồng và vợ chồng cậu Hai Tài đều có mặt. Thắm thấy cảnh này biết sắp có kịch hay để xem nên lấy làm vui thầm. Ông Hội đồng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn quát người làm. Bày nhanh đến càng hai đứa nó ra, người ăn kẻ ở mà to gan lớn mật dám đánh cả chủ. Lôi nó ra đánh chết cho ông. Mấy thanh niên người ở chạy đến lôi Mùi ra, nhưng không hiểu từ đâu mà nó có sức mạnh đến kinh người, mấy trai tráng thanh niên cũng không kéo nó đi nổi. Họ cố hết sức mới gỡ được tay Mùi ra khỏi đầu tóc của Mai. Mai thoát khỏi liền chạy đến nắp sau lưng cậu Điền. Cậu cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Nhưng cậu Điền khi nghe nhắc đến tên Trúc tâm trí cậu đã không còn được bình tĩnh. Cậu ngăn mọi người lôi con Mùi đi và hỏi, lúc nãy em nói em là Trúc có thật không? Mùi gầm gừ như một con thú dữ muốn nhào đến cắn xé lấy Mai, nhưng lại bị mấy người làm giữ chặt. Trúc trong thân xác của Mùi bắt đầu chuyển sắc thái nhìn vào mắt cậu Điền mà nói, cậu có còn nhớ chúng ta từng hẹn ước sau khi cưới nhau chúng ta sẽ sinh một đứa con trai. Một đứa con gái, con trai thì giống cậu giỏi giang, con gái thì giống em hiền lành dịu dàng. Chúng ta sẽ đặt một đứa tên là An, một đứa tên là Nhiên hay không? Nghe tới đây khóe mắt cậu Điền tự dưng cay cay, cậu vẫn còn nhớ rõ mọi thứ,
chuyện này cũng chỉ có cậu và Trúc biết. Nói như vậy quả thực đó là Trúc thật rồi, nhưng cô nói cô đã chết, chuyện này cậu không thể chấp nhận được. Thà rằng cô phản bội lại tình cảm của cậu, đi theo người khác cũng được, cậu chỉ mong cô còn sống. Cậu kiềm lại cảm xúc, quyết làm rõ chuyện này cho bằng được. Cậu Điền hỏi: em nói là Mai đã giết em cũng là thật sao? Trúc trong thân xác của mùi chua xót kể lại mọi chuyện. Nghe đến đâu mọi người ớn lạnh đến đó. Mai muốn ngăn không cho Trúc nói, nhưng bị cậu Điền nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo, làm cô ta sợ không dám làm gì. Cậu nghe Trúc nói xong thì không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu hiểu ra, hóa ra lâu nay cậu đã trách nhầm Trúc. Cậu Điền hối hận và thấy mình thật có lỗi với cô. Cậu nói: tôi không ngờ em lại chết một cách đau đớn và oan khuất như vậy. Cậu nhìn sang Mai đang đứng sau lưng mình, nói: tôi thật không thể tin cô lại là một con người độc ác đến vậy. Mai biết chẳng thể giấu được nữa, bèn nhìn tất cả bằng ánh mắt như kẻ điên mà cười lớn. Có trách thì trách chị ta, tại chị ta lúc nào cũng giỏi giang, được lòng mọi người hơn tôi, còn tôi bao lâu nay phải sống như một cái bóng của chị ta. Chỉ khi chị ta biến mất thì tôi mới có thể sống hạnh phúc. Bà Hội lúc này cũng lên tiếng: thiệt tao không ngờ mày lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền, nhưng lại là một con người độc địa máu lạnh đến vậy. Thắm thấy thế cũng thêm dầu vào lửa: lâu nay không ngờ cả nhà mình lại sống chung với rắn độc, nếu cứ để cô ta ở đây có ngày chúng ta bị cô ta hại chết mất xác lúc nào không hay đó má. Ông Hội là người bình tĩnh nhất, mấy chuyện tâm linh nhập xác như thế này không phải chuyện lạ. Nhìn con mắt cứ trắng dã của con Mùi, ông biết không phải giả. Và lại con ông cũng xác nhận đúng là Trúc đang trong thân xác của Mùi. Nghĩ rồi ông mới nói với người làm: đứa nào chạy đến nhà ông bà Tư gọi họ sang đây cho ông. Một người làm vâng dạ rồi chạy đi ngay. Lát sau ông bà Tư đã đến. Lúc đầu vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng sau khi nghe hồn ma của Trúc nói thì ông bà đã hiểu ra mọi chuyện. Bà Tư khóc đến cạn nước mắt khi biết đứa con gái thứ hai của mình lại giết chính chị ruột của nó vì ghen ghét, còn giả chữ viết thư cho mọi người để họ tin rằng Trúc đã bỏ đi. Đứa nào cũng là con, giờ ông bà chỉ biết xin Trúc tha cho em mình. Lâu nay ông Tư cho người đi tìm Trúc khắp nơi mà không có tin tức, không ngờ cô đã chết. Trúc không về gặp ông bà hay báo mộng cho họ vì cô không muốn họ đau lòng. Trúc chỉ muốn mạng đền mạng và trả lại sự trong sạch cho mình, nhưng giờ thấy ông bà đau lòng cầu xin như vậy cô có chút mềm lòng nên quyết định tha cho Mai. Dù vậy, nhưng nhà ông bà hội đồng nhất là cậu Điền không thể chấp nhận Mai tiếp tục ở trong nhà họ, nên trả cô ta về với ông bà Tư. Mai đến bước đường này vẫn không biết ăn năn hối lỗi, cô ta ôm hận trách móc Trúc đã phá hỏng mọi thứ của cô ta. Sau khi Trúc thoát ra khỏi xác của Mùi quyết định đi đầu thai. Còn Mai đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán, lâu dần Mai không chịu nổi được nữa mà trở nên điên điên dại dại. Ông bà Tư đau lòng, ngày ngày nhìn lên bàn thờ con gái lớn và đứa con gái điên điên dại dại mà rơi nước mắt. Cậu Điền từ đó cũng chẳng cưới vợ nữa, cậu bỏ xứ đi nơi khác sống. Còn tài sản gia đình ông Hội sau khi mất chia đều cho hai đứa con. Nhưng hai vợ chồng Thắm không lo làm ăn suốt ngày ăn chơi, cuối cùng tán ra bại sản. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Chúc quý khán thính giả có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.